Vâng, Khanh xin chào toàn thể quý vị và mọi người. Và hôm nay bên em lại về chiếc Mercedes 80. Thì ngày đầu xuân em Khanh xin chúc toàn thể quý vị và mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc mọi người đã đăng ký kênh của em một năm mới nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công mới. Và trong khí hậu miền Bắc đang dần rét thì bên em có một chiếc xe và là tránh mưa tránh rét, và cũng phục vụ cho chúng ta là cái ngày sắp tới là có bệnh dịch như là corona thì các bác nên mua một chiếc xe để phục vụ bản thân mình để đi chống dịch, chống mưa, chống rét. Thì sau đây tất cả em và quý vị và các bạn xem qua ngoại thất để chiếc xe C180 này và nội thất bên trong, cùng em đi vào nội thất và ngoại thất nhé. Ở đây là chiếc mà nhỏ của các bạn này, một chiếc C180 đời 2004, form mới rồi các bác nhé. Con này là lên form mới bản support, đi rất là sướng, đi cực kỳ là chắc chắn luôn. Em cam kết với các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đó. Và chiếc xe này em đã được bảo dưỡng toàn phần rồi, chỉ việc đi thôi, không phải làm gì cả, sẵn sử dụng. Thì trong những ngày mưa rét như này thì chúng ta mua một chiếc xe này. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý là 195 triệu cho các bác để sử dụng chiếc xe này. Thì chiếc xe này em trước đây này em mua về và em thấy đẹp quá, và em đã sử dụng một thời gian đi rất là sướng và đã test qua cho mọi người cùng xem rồi. Thì em cam kết các bác là xe đi cực chất, cực sướng luôn. Thì bên em đang chào bán mức giá nó cũng khá là hợp lý là 195 triệu, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển cho các bác. Và chiếc xe này em khẳng định với các bác là các bác đã lên chiếc xe này đi rồi thì các bác đi ra dòng xe khác thì không mà bằng nó được. Đấy, chỉ có với giá 195 triệu bao rút hồ sơ, bao vận chuyển rồi. Đấy. Thì bên em bán giá là quá hợp lý luôn. Đấy, về thân vỏ bên ngoài thì không có một chút gì gọi là va chạm hay là xuất sát gì nhá. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Thời tiết hơi bị mưa một chút nên là em quay ngoài trời nên là hơi có tí nước mưa, nhưng thực ra cái chiếc xe này khá là bóng và đẹp. Đấy. Mọi người cùng em đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Đây là chiếc nội thất, đây là nội thất bên trong của nó. Tất cả các thứ từ bên từ ngoài vào trong là đều zin hết. Đấy, da rất là đẹp luôn. Theo như em được nghĩ thì chiếc xe này nó sản xuất để cho những bậc vệ gia ngày xưa đi, nhưng bây giờ bên em trả bán rất là rẻ luôn. Đấy. Rất là rẻ. Chỉ có 195 triệu bao rút hồ sơ, bao vận chuyển các bác nhé. Các bác sử dụng cái dòng xe này rất là ok luôn. Đấy, chiếc xe này thì thời gian vừa qua này em đi chơi tết là cũng rất là ổn định. Đấy. Các bác cứ ngại về sửa chữa, những cái dòng Mercedes 180 này đồ rất là rẻ. Mà đây là đây cốp điện nha, khi bấm mở là nó sẽ sáng lên và cốp đã mở. Đấy, cốp rất là rộng. Đấy. Vì là tết em đi chơi là để đồ nhiều quá nó hơi bị bẩn, em vừa giặt cái tấm này rồi. Đấy, nó có em để trong nhà rửa xe. Đấy. Khá là đẹp đúng không ạ? Tất cả đều nguyên zin hết. Cam kết là không có mất một phân keo chỉ nào, không đông đụng, không ngập nước, không có nỗi. Đấy, trần nỉ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đấy, có thấy rất là đẹp luôn, rất là ok. Nội thất rất tươi, không có một chút gì gọi là xấu cả. Trần nỉ rất là đẹp. Đấy. Về chiếc xe Mercedes 180 mang cái động cơ là 1.8 thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Con này em đi khẳng định với các bác là nếu mà ngoài đường trường thì nó chỉ rơi vào khoảng 6,5 lít, và đi cái đường nội thành thì nó rơi vào khoảng tầm 7,5 đến 8 lít, vì nó đã có turbo rồi nên là nó xăng nó ăn nó không nhiều. Và chiếc xe này xe bên nhà em thì đã có gara sửa chữa, bảo dưỡng, chỉnh sửa tất cả thứ, nên các bác yên tâm rằng mua xe bên em nó sẽ được bên em chăm sóc rất là tốt. Đấy. Đây là ngày đầu xuân của bên em là xe khá là nhiều. Đây là những chiếc xe này hiện tại bên em đang còn và còn rất là nhiều luôn. Các bác có nhu cầu sử dụng xe thì
khi mua xe bên em cái là bên em cho vào bảo dưỡng, đánh bóng, sơn xì tất cả thứ luôn. Và em sẽ lấy chiếc chìa khóa ra để thử. Đây là văn phòng làm việc của bên em. Đây đây, xưởng tất cả thứ bên em là có phòng sơn sấy và mọi thứ còn hết. Đây đây là chiếc chìa khóa zin của nó nhá, chìa khóa zin đấy, bật phát là sáng luôn đấy, đèn tự động, đèn auto luôn. Em vào em nổ máy và đi check cho các bác cùng một các bác cùng một đoạn. Xem có lỗi gì không nha các bác nha. Đang có cháy một cái bóng đèn. Vâng, đang cháy một cái bóng đèn thôi. Hoàn toàn là không có lỗi gì cả. Và con này nó đã đi được 22 vạn rồi. Rồi em cùng mọi người chạy thử một đoạn, check thử xem là chiếc xe này nó có đi có ok không. Đấy, đây là mưa trên quê em. Đấy, rất là mù mịt. Đây là cái số. Đấy, nên rất là nhanh các bác nhé. Động cơ 1.8 thôi nhưng mà nên rất là nhanh luôn. Thanh thì nghe được. Và đây là máy móc của một chiếc nhật xe tấm 17 Sport, nó khá là êm. Đấy, các bác nhìn này, rất là êm luôn. Đấy, máy đang chạy nhá, không có rung lắc gì cả các bác nhé, đảm bảo quá là như vậy. Đấy, và hai cặp đèn pha rất là mới luôn. Đấy, và đã được độ lên đèn bi rồi, đèn bi gầm rồi. Đấy, đèn bi gầm. Và cam kết với các bác rằng là chiếc xe này không có một chút va chạm nhỏ nào. Không có một chút va chạm nhỏ nào. Nếu mà đóng cốp xô capo xuống thì không hề nghe tiếng máy nổ luôn. Không hề nghe tiếng máy nổ. Đấy, và lúc nãy em cũng đã chạy tiếp qua cho các bác một đoạn rồi. Thì các bác cứ vô tư thoải mái đi thôi. Và lốp của nó còn khá là dày, lốp phải đến 70% lốp nữa, còn lốp xịn thôi. Còn lốp xịn thôi. Đấy, bên trong này khá là đẹp. Và gương kính cụp điện cụp xe nhé. Ở đây cái gương cụp xe các bác này. Đấy. Ở đây em mở ra này. Đấy. Hai bên đều hoạt động bình thường. Đấy. Và tất cả kính kiếc là lên xuống là không có một chút nào là gì cả. Đấy. Đấy. Mọi chức năng trên xe hoạt động bình thường. Nên xuống rất là êm luôn. Đấy, rất là êm. Đấy, rất là êm luôn. Đấy. Và mở cốp điện, ấn nhẹ cái là lên luôn. Đấy. Đấy, mở cốp luôn. Rất là nhẹ nhàng. Và không có sự mục mọt gì nhé. Đây con nó của nó đây. Ở đây là gầm đèn. Rất là đẹp luôn, không có một chút nào va chạm hay sao nhé. Và một lần nữa em xin chúc toàn thể quý vị và mọi người xem kênh của em cũng nhớ đăng ký kênh giúp em để em có động lực
mọi ngày em có thể quay xe lên cho các bác cùng tham khảo về những chiếc xe mẫu xe mới nhất mà bên em về. Vâng, em Khanh xin chào toàn thể quý vị và mọi người ạ.